Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với từ vựng theo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp tập cao cấp 5 bài số 13 với chủ đề là 한국인의 사고 방식, có nghĩa là cái cách suy nghĩ hoặc lối tư duy của người Hàn Quốc. Các bạn có 사고 방식 có nghĩa là cái cách suy nghĩ, cái lối tư duy. 한국인 là người Hàn Quốc. Các bạn cùng theo dõi video dưới đây, chúng ta cùng ghi nhớ những từ vựng này nhé. 가치관, 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 가치관. 가족주의, 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 chủ nghĩa gia đình. 세계관, 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 대제관. 집단주의, 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 총회 tập đoàn. 공동체의식, 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 이득 cộng đồng. 이기주의, 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 주의 위기. 서열의식, 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 이득 급박. 이타주의, 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 주의 위타. 혈연의식, 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 이득 회통. 개인주의, 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 주의 cá nhân. 감성적, 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 tính cảm tính, tính nhạy cảm. 이성적, 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 tính duy lý, hoặc là mang tính duy lý, mang tính lý trí. 낙천적, 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 tính lạc quan. 열정적, 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 tính nhiệt tình. 논리적, 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 tính logic, tính hợp lý. 진취적, 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 tính song pha, tính dám nghĩ, dám làm. 보수적, 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 tính bảo thủ. 활동적, 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 tính hoạt bát. 정의가다, 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 có tình cảm hoặc là có cảm tình. 정의들다, 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 정의들다,
có tình cảm. 정이 없다. 정이 없다. 정이 없다. 정이 없다. 정이 없다. Không có tình cảm. 정이 많다. 정이 많다. 정이 많다. 정이 많다. 정이 많다. Giàu tình cảm. 정에 약하다. 정에 약하다. 정에 약하다. 정에 약하다. 정에 약하다. Yếu mềm trong tình cảm. 정이 떨어지다. 정이 떨어지다. 정이 떨어지다. 정이 떨어지다. 정이 떨어지다. Mất tình cảm. Tức là cái tình cảm dành cho ai đó bị mất đi. 효. 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 Chữ hiếu, sự hiếu thảo. 은근. 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 Sự tế nhị, sự kín đáo. Hoặc là sự ân cần. Hàn. 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 Lòng uất hận. Cưng kỳ. Cưng kỳ. Cưng kỳ. Cưng kỳ. Cưng kỳ. Sự kiên trì, sự chịu đựng. Hừng. 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 Sự hưng phấn, sự hứng khởi. Pali pali. Pali pali. Pali pali. Pali pali. Pali pali. Nhanh nhẹn, vội vã. Xin pa ram. 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 Sự phấn khởi, sự hào hứng. Gấp đôi phụ âm ấm tiết thứ hai, phát âm với âm căng và mạnh. Xin pa ram. Không phải là xin ba ram, mà là xin pa ram. Uri ui xịt. 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 Ý thức chúng tôi hoặc là ý thức chúng ta. Khan sọp. Khan sọp. Khan sọp. Khan sọp. Khan sọp. Sự can thiệp. Kiong nổ. Kiong nổ. Kiong nổ. Kiong nổ. Kiong nổ. Kính lão, tức là lòng kính trọng đối với người già. Kiong o bọp. 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 Phép kính ngữ. Kiong chanh nhọc. 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 Tính cạnh tranh. Khô mênh nắc muôn hòa. 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 Văn hóa mang tính ngữ cảnh cao. Khứ rư chi đà. 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 Làm hư, làm hỏng. Nông kiong sinh hoạt. 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 Cuộc sống nông nghiệp. Than hô ha đà. 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 Vững chắc hoặc là vững vàng hoặc là chắc chắn, mạnh mẽ, cứng rắn, dứt khoát. Thế cho ha đà. 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 Đối phó, đương đầu. Thuê cắp tà. 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 Trả thù, trả đũa. Mênh nạc. Mênh nạc. Mênh nạc.
men nạc, văn cảnh hoặc là ngữ cảnh. Murehada, vô lễ. Virus, virus. 산업화, sự công nghiệp hóa. 소통, sự thông suốt, sự thông hiểu. 유대, mối quan hệ, sự liên kết. 의아하다, khả nghi. 저맹낙문화, văn hóa mang tính ngữ cảnh thấp. 존중, sự tôn trọng. 종종, thỉnh thoảng, đôi khi. 주의를 기울이다, 주의 đến, quan tâm đến. 직급, địa vị, cấp bậc. Từ này chúng ta có hai cách phát âm. Thứ nhất, các bạn phát âm giống như là cách viết 창의성 hoặc 창의성 tính sáng tạo. Có thể phát âm ươi giống như cách viết là ươi hoặc là y, và cái từ song các bạn sẽ gấp đôi phụ âm. 파괴, sự phá hủy. 효성, sự hiếu thảo hoặc là tính hiếu thảo. Các bạn có từ hiếu có nghĩa là hiếu, song có nghĩa là tính, hiếu song tức là cái tính hiếu thảo. Trên đây là từ vựng của bài số 13. Các bạn hãy học chăm chỉ nhé. Nếu video hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn share video để ủng hộ mình phát triển kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 또 만나요.